Lý do tại sao hôm nay là có một số quân ngồi online thế này? Trả lời nghe coi. Cái gì? Qua đi ăn chơi về mệt đó hả? Hôm qua tao nhớ tao livestream tao nhắn ăn trưa cơ mà. Mày đi buổi tối đó hả? Tối qua tao cũng đi lang thang ngoài đường vì bà xã tao đi đi chuyến xe về bị trễ. Mãi đến gần 10 giờ đêm tao mới về nhà. Về nhà xong tao vẫn còn kịp giặt hết cái đống đồ quần áo mà của cái máy giặt. Rồi phơi đồ luôn. Có nói mệt không? Sức chúng mày chán đời quá. Tao năm nay 45 tuổi rồi con. À, chắc do tao nhỏ con cho nên tao xài ít năng lượng, tao không có mệt đúng không? Khối lượng công việc như nhau con hả? Tập tành đây, nghe chưa? Thế còn người, ví dụ Nguyễn Thành Vinh K16 có quen không? Sao hôm nay vào đây? Chú có học bài không? Có học bài không? Trả bài được không? Hình như mày để cái mic mà mày nó gần cái quạt thì sao nghe nó bị ù ù kiểu quạt ấy. Trả bài được không? Vinh. Ngay khi bắt đầu tao thấy cái màn hình vui nhất là cái màn hình bắt đầu khi hỏi bài, và cái là bắt đầu có một số người đi out ra khỏi lý do mạng bắt đầu nó hư, nhưng cái cuối giờ thì rất đông đủ để điểm danh. Thực tế thầy Hoàng còn đang đi tìm mối liên hệ giữa F0 và việc lười học và việc muốn học online ở nhà nữa cơ. Đang có một cái liên hệ đó tao chưa tìm ra. Lý do gì chú không học bài? Nói đi, có lý do được mà. Ê mày im lặng người ta quấy nghe nha. Nó off luôn rồi hả? Hả? Do gì? Lười đúng không? Nói mẹ câu đó cho nhanh đi. Mày dám họp phụ huynh không? Có nói mà bởi vã mời phụ huynh này họp với tao không? Em không. Nhưng mày nói chứ không ấy hả? Tại sao lại không? Cái gì? Ba mẹ mày la. Và đoạn video này tao không cắt ra khỏi mạng đâu. Thì mày xem sao? Mày có tin là tao tìm ra thông tin nhà mày không? Tin không? Thách không? Facebook của thầy Hoàng đầy phụ huynh, anh nói cho em nghe. Và mối thâm giao giữa nhà trường và phụ huynh cực kỳ tuyệt vời. Chào thầy, tôi là phụ huynh của cháu vì thấy thầy comment vào Facebook của cháu. Rất vui được làm bạn với thầy. Thầy cho hỏi tình hình học của cháu nhà thế nào. Đấy, cái câu chuyện mở đầu vậy đó. Rồi sau đó phụ huynh với con éo nhìn nhau nữa trong vòng mấy tháng trời. Mày muốn được không? Vậy thì làm sao? Hứa đây coi nào. Rồi tốt, ok, tao chỉ cần vậy thôi. Tắt mic cho mày. Tao bảo nó tắt rồi nó tắt à? Má thiệt tình ngay cả cái kỹ năng giao tiếp. Chuyện này họ phụ huynh thật đấy. Số điện thoại của thầy Hoàng 0986 628 525. Gọi Zalo cho nó dài câu chuyện, đỡ tốn tiền. Hiểu không mày? Rồi đồng ý rồi, tối nay ba má gọi cho tao. Tối nay tao cancel cuộc họp đồ án tốt nghiệp để tao nói chuyện với ba má mày. Cảm ơn. Đấy, đấy, đấy. Sống nó phải vui vẻ các con ạ. À. Nhưng mà vui đừng vui quá. Vui vẫn phải học. Rồi tôi gọi điện qua xa chúng mày cũng may. Để tao sẽ gọi trong lớp này để tao đi đập chúng nó cho nó dễ. Đập từ xa tao chỉ chửi được thôi. Cảm ơn mọi người đã có mặt ngày hôm bữa livestream, dù có mặt trực tiếp hay là có mặt sau đó để xem. Không vấn đề gì cả.
Nhưng mà cốt toàn bộ những phần đó các bạn sẽ khó tìm thấy ở trên mạng theo ngữ nghĩa là có cái cách giải chi tiết, cách diễn giải chi tiết, chứ tôi không sáng tạo nha. Tôi nói trước, những cách viết đó tôi cũng đã được học từ những người đi trước. Và trong cái quá trình chiêm nghiệm của mình khi mình bắt đầu viết cốt, nhưng tôi đã tổng kết lại cho các bạn rất nhiều rồi. Video nó dài, nhưng mà điều đó để chứng minh, để nói lên các bạn về cái nỗ lực các bạn cần phải bỏ ra để có cái kiến thức, có được cái skill và cái kỹ năng. Cho nên không thể chủ quan trong cái việc là học hành cái môn này đâu, vì môn này nó cho mình cái tư duy ban đầu để bắt đầu đi tiếp lớp sau. Và lớp sau là lớp Java của kỳ sau. Các bạn sẽ vào luôn hàm, biến không cần nói lại nữa, những cái điểm nó có hết rồi. Những thuật toán ví dụ vòng for cộng dồn có thể lại viết y chang. Nhưng nó phần khó hơn bắt đầu liên quan đến object và class. Và kiến thức nó cực nhiều, nhiều hơn cả cái thằng này nữa. Tức là thằng C cộng với thêm cái mới nữa thì mới thành được. Đúng chưa tôi? Cho nên tôi nói trước, nếu các bạn không vững bên phần bên này thì tôi không có cửa nào giúp các bạn được hơn. Và chính là không giúp được các bạn được thì tương đương với việc trong nghề của các bạn cũng gãy luôn. Không phải vì tôi giúp thì có cả bạn thành công, không phải. Tôi giúp chi tiết và nhiệt tình để các bạn đỡ bị mò mẫm. Còn bình thường các bạn đã lười mà nếu không chịu mò mẫm thì có cửa nào mà có kỹ năng. Nên đấy là hy vọng là các bạn chuyển cái thông tin về phía các bạn để các bạn hình dung, dành thời gian mà học. Theo dự kiến thì tuần này tiếp tục live cho những cái phần nội dung bài tập hay thêm bớt gì đó. Phần khó còn trước mắt. Qua tuần nữa thì tôi sẽ thông báo về chúng ta sẽ có một lịch thi cử, thi thử. Sẽ có một buổi chúng ta thi thử về practical exam là kỹ năng viết code nha. Tôi đã xem một số bài làm của các bạn viết hàm với các thứ, bắt đầu viết chật chìa rồi. Bắt đầu code các thứ căn ra căn vô thụt lè từ lưa luôn. Chuyện đó không ổn đâu. Có nhiều bạn nộp bài. Mà tại sao chúng mày không nộp mấy LMS, có tên nào nó nộp cho tao qua mail? Vi, trong lớp này có ai tên Vi không? Hay lớp kia? Bài tôi có mở trên LMS mà, mọi người có thấy không? Có một module nó, module nào rồi tì, đó, mà phân sinh có mà. Deadline là ngày trưa nay đúng không? Được chưa? 12 giờ đúng không? Nó mở tử tế mà. Rồi bài chưa cô gái? Ok tốt, nó được tốt bóp cổ. Học chưa? Học bài về nhà chưa? Sơ sơ. Bây giờ mình sẽ nhậu sương sương đúng không? Sẵn sàng trả bài không? Học được đến đâu rồi? Chú học. Nếu mà để cái like thì nhớ được sương sương cái lệnh return. À, nói cho tôi nghe về return. Đúng, thôi tôi chỉ cần như đó thôi. Mình học hàm loại 4. Dạ hôm bữa học hàm loại 4, đúng chưa? Hàm loại 4 công thức viết thế nào? Anh gợi ý cho tôi từng câu hỏi luôn. Cái gì? Mày nói lại coi nào. Anh đóng mẹ mày không thể nói được một cái gì cụ thể được cả. INT mở ngoặc tròn ấy hả? Đứa nào giúp hắn, đứa nào cả họ? Đây á hả? Hả? Đây, tao đưa bút cho mày lên bảng viết theo ý mày luôn. Lắc đầu là sao? Bây giờ anh chú nói anh nghe, anh viết theo úng ý chú, bây giờ anh đưa bút cho chú cũng lắc đầu luôn. Mày không nhớ kỹ. Đúng lại theo nghề này làm gì? Hay em nghe nó hay? Vì em thích chơi game cho em chọn nghề ngành SE đúng không? Hay sao? Sai rồi. Thôi viết hàm loại 3 đi. Cho tao cái tự một ví dụ hàm loại 3 đi. Đứa nào gợi ý nó, đứa nào cả họ. Loại 3 là học không có trong buổi live nha, có lại bố. Là học ở đây nè. Để tránh xấu hổ với cộng đồng mạng.
Anh xin cái tên của chú coi. Và anh xử lý đẹp. Anh sẽ tạm mượn cái bút. Cảm ơn cô. Yeah. Nguyễn Siêu. Chú ghi cái tên của chú và mã số sinh về đây. Căng thẳng ha. Đầu giờ thầy hoàn toàn đe dọa bạo hành về bạo lực tinh thần đúng không? Sẵn sàng trợ giúp không? Ok hả? Ok không? Chắc không? Chắc trả bài được không? Ok, chắc trả lời được, người ta sẽ hỏi này, cảm ơn. Vì có một đứa này đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, thì mình hỏi đứa khác, nó vui. Ăn đủ! Ghi đầy đủ thế này hả? Ô, tao không xem, nói chuyện đó. Sao đứa nào bây giờ nó cũng mở cái ghi chú lên hết trơn, nó trọi vậy? Hãy nói cho anh hàm loại 1 và loại 2. Nói vậy anh chưa chịu. Nói lại. Cảm ơn. Nói lại chú. Trong câu nói đó có cái đúng. Nhưng nói vậy thì tớ chưa chịu. Trong nói có ý đúng nha. Nói lại. Nói cho tớ nghe. Thôi vì chú đã trả lời như vậy thì nói cho tớ nghe về bốn loại hàm luôn. Cứ nói đi, sai tao chửi thôi mà. Đừng nói thế. Dạ thưa thầy, dựa vào đầu vào và đầu ra em có bốn loại hàm. Và hàm là một nhóm câu lệnh xử lý để trả về một cái kết quả gì đó dựa trên cái đầu vào. Mày nói một hai trước đi đó mày. Hàm loại 1 và loại 2 giống nhau ở cái chỗ là nó không trả về giá trị nào, và nếu muốn không trả về giá trị nào, tức là sau khi xử lý xong mà không muốn nói năng là đưa con cái gì để cầm được, thì lúc đó ta sẽ dùng chữ void để ký hiệu cho hàm trả về không gì cả. Em có trả bài không mày? Nói tiếp cho anh hàm loại 3 và loại 4. Là hàm có trả về một giá trị, và giá trị trả về đó là các kiểu dữ liệu quen thuộc mà em đã học. Ví dụ hàm trả về kiểu int, nhưng đồng nghĩa hàm khác có thể trả về kiểu long, không ai cấm. Hiểu mày? Tiếp. Đấy, tao mới nói về trả về, chứ tao đã nói về đầu vào đâu. Liên quan đến đầu vào của hàm thì có những hàm không nhận đầu vào, tức là chỉ ghi dấu hoặc tròn giống như cái phễu mà mình không đưa trái cây vào đầu vào, và cái loại mà có sẵn sàng nhận đầu vào là một cái kiểu dữ liệu ở ngay cái chỗ hoặc tròn, thưa thầy. Đúng chưa? Và liên quan đến hàm có nhận đầu vào thì thầy dặn em một câu quan trọng là gì? Liên quan đến hàm có nhận đầu vào, thầy có dặn em một câu quan trọng là gì? Là chỉ có thằng ngáo thì mới scan ép cái đầu vào. Cái đó không quan trọng à? Nó hiểu không? Không nhớ được. Nhưng thầy nói đây em nhớ đúng không? Cái gì? Run quá. Do ta đẹp trai hay do mày sợ một điều gì? Do cả hai. Đây. Hết chưa? Nhìn thấy anh chưa? Giảng bài cũng giống như tập vô vi nam mà đeo khẩu trang, hay chạy bóng đá mà đeo khẩu trang, nó khốn nạn lắm biết không? Nó khó chịu lắm. Đừng để anh khó chịu. Không có gì phải run con ạ. À. Việc mày học bài, tao khủng bố như vậy để chúng mày học bài thôi, chứ còn nếu đứa nào trả bài được, tao trả lý do gì, tao ngồi tao ép chúng mày. Khó khăn, tao mong tụi mày học bài. Thầy Hoàng còn tử tế, còn nhẹ nhàng, là hỏi bài thôi và không trừ điểm. Nha. Nhưng đúng chuẩn, các thầy cô có quyền trừ điểm khi các bạn trả bài không được. Nghiêm túc đấy. Chúng mày biết kiểm tra đầu giờ 5 phút ở phổ thông rồi đúng không? Có không? Có kiểm tra miệng không? Có tính cột điểm không? Có. Có thể cho gỡ luôn nữa đúng không? Tùy thầy cô. Nhưng thầy Hoàng tự thế chỉ hỏi thôi mà. Cho nên cùng lắm là láo chửi cái xong rồi thôi. Ủa nhưng đâu cuộc đời mình đóng tiền đâu phải để nghe chửi và mình đóng có kiến thức. Nhiệm vụ của mình là đi học có kiến thức. Mà tao nhiệt tình thế này thôi có đòi cái chó gì nữa. Sự nhiệt tình của tao như đó đủ chưa? Hay là còn thiếu gì để tao sửa tiếp nào? Nói đi. Khuyết điểm của thầy Hoàng là gì? Khi giảng bài. Nói. Hả?
quá chậm nhưng phải hơi chậm. Nhưng mà giảng nghe chúng nó méo theo kịp cái này. Nắm được chưa? Còn chắc chắn anh biết thừa là anh giảng rất chậm. Rất chậm đó là khác. Nhưng học nhanh để làm gì nếu không chắc? Còn bạn biết nhanh hơn tôi rồi, anh nhanh hơn các bạn bè mình rồi thì đừng chờ tôi, phần này phần dễ. Thì nhiệm vụ của bạn phải lấy điểm 10 trong bài thi practical ấy xem. Cho tao cái tên để tao biết là nó không được điểm 10 tao đọc nó. Tên. Hả? Chiến, gì Chiến? Tốt. Không, bạn nói câu đó là tốt nha, chứ không ghi. Quang Chiến, tao sẽ ghi đây câu là chống mắt nên xem PE. Đó. Practical ấy xem. Không tốt, đấy là áp lực cho mày, mày phải tốt. Nghe chưa con? Chứ còn cái chuyện nói thầy Hoàng giảng chậm là không đúng. Thầy Hoàng giảng rất chậm cơ. Nghe chưa? Lần sau nói phải cho nó đúng. Cho đúng đấy. Nhưng mà nếu xem lại bài giảng của tao thì không cần học lại, nghiêm túc. Nghe kỹ trên lớp. Nhớ luôn, không cần phải học lại. Mà tao không muốn chúng mày phải mất thời gian. Tao sẽ mất thời gian hơn cho chúng mày thôi. Tốt mà, nói câu đó đúng đấy, không gì giận đâu, nói đúng đấy. Tôi giảng chậm. Tiếp tục, bây giờ mình quay vào ngày hôm nay, mình sẽ ứng dụng trong cái việc xài hàm thêm một chút xíu nữa về bài tập để mình làm cho nó quen. Và tiết sau thứ tư ta sẽ đi vào mạng. Ta sẽ đi vào mạng. Mạng bắt đầu bài nó còn phức tạp nữa. Đó là tôi nói trước. Nên các bạn không về nhà không học bài tôi thua nha. Kiến thức nó chỉ đi tiếp thôi. Các lớp khác người ta đã đi xa hơn rất nhiều rồi. Lớp mình không vậy. Ủa mình học cái đâu chắc cái đó mà. Thiếu thời gian tao live. Nếu không phải tao bắt chúng mày phải câu view với tao không cần. Nha. Thiếu thời gian thì live. Nhưng mà rõ ràng lên lớp mình phải làm được. Hôm bữa tôi có giảng cho các bạn về nghe về cái hàm loại 4. Hàm loại 4 là hàm có câu lệnh return và hàm loại 3 cũng có câu lệnh return. Và trong những câu lệnh return thì tôi có nói các bạn câu chuyện rất hay của chỗ câu lệnh return. Đó là một hàm có quyền có nhiều câu lệnh return. Nhưng điều đó không có nghĩa là hàm nó thoát lung tung. Mà quan trọng nhất là CPU có chạm được vào câu lệnh return đó hay không. Dựa trên điều kiện if hay là cái gì dữ liệu tại thời điểm nào đó. Nhưng nếu một khi hàm đã return rồi thì câu lệnh ngay sau câu lệnh return có ý nghĩa gì không? Vô nghĩa. Return có nghĩa tương đương với thoát luôn cả vòng lặp và dừng luôn cả cái hàm đó, câu lệnh phía sau còn lại em quan tâm. Nhưng mà miễn nó phải dừng vào, nó phải vào được cái hàm đó, à vào được cái câu lệnh return đó. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Và liên quan đến việc đó thì tôi chỉ các bạn kỹ thuật độ, tức là viết cái câu lệnh return, viết cái hàm có if mà không cần else, mà mặc dù vẫn có đang xài else. Có đúng chưa? Tiếp. Đấy, thì đấy là cái điều quan trọng. Thì còn một vài nội dung mà tôi chưa giảng hết. Thì bây giờ mình sẽ từ từ mình làm rồi bắt đầu mình sẽ tổng kết thêm. Thì có cái bài quan trọng là cái bài Math Helper. Cái bài về số nguyên tố thì từ từ tôi sẽ chữa sau nha. Thì bây giờ mình quay trở lại cái bài Math Helper. Là mình nhìn một cái bài toán vấn đề nó rất phức tạp. Thì mình sẽ giải quyết nó như thế nào? Là bắt đầu mình phối hợp nhuần nhuyễn các loại hàm. Cái bài Math Helper tức là một cái bài mà tôi đặt tên như vậy là một cái việc giống như phương chương trình mà giúp trợ giúp ai đó làm toán, Math Helper. Như vậy bài này yêu cầu mình in ra cái menu số 1, tức là tính S của hình tròn, ví dụ thôi. Bài số 2, chọn menu số 2, tính S hình chữ nhật, hình chữ nhật. Bài số 3, tính S của tam giác. Và có thể còn nhiều cái menu nữa. Chuyện này cũng giống như cái app calculator của Windows. Cái dàn menu nó quá trời nút mà. Đấy là chưa kể dành cho cơ bản. Rồi sau đó còn phần nâng cao là bạn dành cho programmer là thêm cả số nhị phân nữa. Số thập phân. Cho nên bản chất một cái app có rất nhiều tính năng. Tính năng tức là mình làm được cái gì với nó thì gọi là tính năng. Ví dụ cái xe máy mình đang đi ở cái bãi xe kia thì làm được cái gì? Di chuyển, chắc chắn rồi. Tính năng thứ hai là còn đua. Mà trong đua thì có khái niệm là bốc đầu, là nẹt bô, tùm lum tà la gì nữa. À, thế cái đó là cái điều mình làm được thì gọi là tính năng. Như vậy, đây, tính, đây gọi là tính năng. Và về nguyên tắc mình có quyền bịa bao nhiêu tính năng mình muốn. Và cuối cùng phải giả sử đến số 9 đi, quit. Là thoát. Và bài này nó có phức tạp ở cái chỗ, điều thứ nhất tôi phân tích là nó có nhiều cái phần xử lý bên trong. Ví dụ tính diện tích hình tròn và diện tích nhật là hai câu chuyện khác nhau. Để thưa thầy đều là nhân. Đúng rồi, nhưng công thức khác nhau là câu chuyện khác nhau. IPO khác. Bài này IPO là gì? IPO. Thế bây giờ ai? Ai là gì? Bán kính. Đúng không? Process là PR bình phường. Một công thức khác hoàn toàn. Hình chữ nhật IPO là gì?
Âu thì biết rồi, cái SC à? Hai cạnh đúng không? Width và length. Process diện tích là nhân với nhau, ra nhân với nhau thì ra kết quả là diện tích, là cái output. Như vậy là width nhân với length. Bánh tam giác, công thức Heron. Cái này hôm bữa tôi đã có nói với các bạn rằng có rất nhiều cách để tính diện tích tam giác, nhưng mình sẽ chơi cái trò là ba cạnh dùng compa để vẽ. Đó, giống như định đi cái tam giác Pythagore. Như vậy ai a phải b phải c, và pi là công thức Heron căn bậc 2 của p nhân p trừ a nhân p trừ b nhân với p trừ c, trong đó p là một nửa chu vi công thức Heron. Miễn là ba cạnh tam giác, nó phải là một tam giác thật sự thì coi như được. Được. Và biết đâu còn nhiều bài nữa. Như vậy nếu mình ngồi mình đếm này, một cái bài có menu này, nó phức tạp ở chỗ là số biến nó nhiều. Có đúng chưa? R này, width length ABC này, chưa kể biến trung gian, có thể tính toàn công thức. Ví dụ delta cũng là một cái biến trung gian trong phương trình bậc 2. Mình lồng thêm phương trình bậc 2 vào đây nữa là vỡ mặt. Biến nhiều. Biến nhiều mà nếu ta xài trung biến thì ta bị một cái hiện tượng gì nhỉ? Side effect. Vì coi chừng ta kiểm soát không được hết. Vì do người ta chọn cái này xong lát rồi người ta chọn cái kia, thì cái diện tích nếu không tính đoán thì nó vẫn còn diện tích cũ. Nếu mình chưa gán giá trị mới. Đấy. Cái vấn đề side effect sẽ có. Nhưng mà ta lại biết thường một cái điều. À được, mỗi cái này là một câu chuyện riêng. Nên ta sẽ bàn một câu chuyện chia để trị. Mày, mỗi cái là một hàm. Và ta có đến 4 cách viết hàm đấy. Cách viết nào cũng được, cách viết nào về bản chất cũng được. Tuy nhiên nếu muốn result thì loại 4 hôm bữa tôi có nói các bạn. Tuyệt vời ông mặt trời dành cho các bài tính gì nhỉ? Tổng của một dãy các giai thừa. Hàm loại 4 không có không có câu lệnh printf để cho việc result. Và tôi đã minh họa nó thông qua các hàm có sẵn, các đồ chơi có sẵn của một cái bộ thư viện mod.h. Tối nay về cày nhá. Nhớ nha. Ngày nào tôi cũng 5-6 slot nhá. Nhà xa luôn nhá. Có vợ có con cũng giống như ba má chúng mày bận rộn y chang vậy ra. Thì chúng mày không lấy lý do là này nọ để không học. Cái đó tao nói trước. Về nhà tối cày đi. Xem để mà học. Nghe chưa? Còn chúng mày không xem video của tao thì chúng mày phải xem chỗ khác à? Rõ ràng. Bởi vì học để có kỹ năng chứ đâu trên lớp đâu có đủ. Thi đến nơi nữa rồi. Tôi không bị áp lực ở cái chuyện các bạn phải đậu điểm cao hay thấp. Giảng viên mà tôi không biết, không bị. Miễn là dạy đủ nội dung, dạy đủ kiến thức để các bạn làm bài được. Và không bao giờ giảng hết được các thuật toán. Nên đầu bài là một điều mình chưa biết trước. Nhưng việc các bạn phải làm được bằng cách dập dật nhiều. Nghe chưa? Tao chỉ có khả năng đến thế này thôi. Rồi bây giờ quay trở lại câu chuyện tiếp tục. Như vậy, hàm. Bài này còn phức tạp cái gì nữa? Giả sử tôi chọn choose. Tôi gõ 1, tôi ấn enter. Thì điều gì xảy ra thưa thầy? À nếu chọn 1 thì ấn enter thì bắt đầu nó mời nhập bán kính rồi từ lưa. Cái bài này mình đã từng làm rồi nhá, code đã có rồi. Xong đó, ủa nếu mà tính diện tích giả sử tôi chọn số 1 thì mời bạn nhập R, mời nhập R 2 chấm. Giả sử tôi gõ số 2 đi. Giả sử tôi gõ số 2, tôi ấn enter. Thì câu chuyện nó phải in là gì? Nó phải in ra diện tích của hình tròn bán kính 2 là 12.56. PR bình phương là 12.56, 2 bình phương là 44312, quanh quẩn đâu đó. Ok. Ủa bây giờ diện tích chọn 1 tính diện tích xong thì sao? Tính diện tích xong rồi sao? Thoát à thầy? Ai cho mày thoát? Phải đéo mẹ ấn số 9 mới được thoát. Vậy nó khác cái bài ngày hôm bữa. Cái này chỉ đi tuột cái xong rồi thôi. Ủa đã ai cho thoát? Mày đã chọn số 9 chưa? Dạ em chưa chọn 9 hả? Thế vòng lên làm lại đi chứ. Chọn món khác mà chơi. Cái này cũng giống như gọi thực đơn nhà. Bơi, cho em mượn cái thực đơn các anh bơi. Mình ăn một món trước, ăn hai món trước xong. Mình có thể kêu tính tiền không ai cấm. Nhưng mình quay trở lại, anh bồi, cho em mượn cái thực đơn. Vậy chừng nào chưa kêu tính tiền thì có nghĩa là vẫn còn ăn. Vẫn còn chơi, nghe kỹ câu đó. Vậy bài đó, nghe cái câu vừa rồi có phải nó là cấu trúc của cái gì liên quan đến gì nhỉ?
cách viết câu lệnh gì? Chừng nào vẫn còn chưa chọn món chín thì vẫn tiếp tục chơi. Vậy đó là câu lệnh gì? Đù hoài. Chưa bằng chín đúng không? Chơi tiếp đi mày. Chưa bằng chín đúng không? Chơi tiếp đi mày. À đâu. Như vậy chọn một xong thì phải vòng lên. Đi chọn một. Chơi xong. Đã kết thúc đâu vì đang chọn một mà. Như vậy game chưa kết thúc thì phải hỏi chơi tiếp không? In ra menu. Đó, in menu này. In menu này xong, chọn đi, chọn tiếp một, quật tiếp, vòng lại menu. Chọn đi mày, chán rồi, ấn 9 thoát. Như vậy bài này mỗi cái là một hàm. Và bản thân phối hợp với bài này, nhiều hàm, đó là một câu chuyện đầu tiên. Điều thứ hai, vòng lặp. Lặp cho cả app. Còn chưa bằng 9, còn chưa cho thoát. Còn bé hơn 100, còn tiếp tục in. Quen quen chưa? Lặp cả cái app. Và cái tiếp theo. Mà nhưng mà bây giờ nếu chọn 1 thì làm gì, chọn 2 thì làm gì, chọn 3 thì làm gì? Switch case. Cho từng lựa chọn. Kịp chưa? Đó. Và với mỗi lựa chọn thì là một hàm. Và hàm thì lại có khái niệm 4 loại để chơi. Để viết. Tất nhiên mình viết một cái nào mình chọn thôi, chứ đâu cần viết cả 4 hàm làm gì. Kịp đến đây chưa? Đó. Thì đến đây là bắt đầu bạn cảm nhận được độ nóng của cái app này rồi. Và bây giờ mình sẽ chơi cái app này trước khi mình đi xa xôi hơn nữa. Tôi vẫn đã nói luôn, tôi xem qua một số bài làm của số bạn. Hôm bữa tôi có dặn các bạn là gửi chung trong một file. Nhiều bạn lại gửi riêng cho tôi bảo vì lý do LMS nó không cho em gửi. Vậy rồi, tôi quyết định một file thôi mà. Các hàm ở chung trong một tập tin có sao không? Mình học rồi, 1, 2, 3, 4 sống chung và vấn đề là gọi thằng nào thôi. Vì viết hàm thôi chứ đâu có đã xài. Còn muốn xài thì để trong màn. Có hiểu không nhỉ? Ủa mình phải thấy có một cái tư duy đó chứ. Không lẽ mỗi hàm một pha chấm si? Bạn điên à? Thế đi làm gì gọi? Tao đã cô lập cả cái app của tao dài thành từng khu vực, nhưng xét cho cùng nó chỉ là một app thôi. Thế thì phải là một file chấm c thôi chứ làm sao? Có thằng nó còn nộp cho tao chấm cpp nữa, tao trừ điểm. PP viết tắt của C cộng cộng C plus plus. Nó là COOP con à. Mặc dù mày chưa học OOP, đầu kỳ đã hướng dẫn ngày mẹ nào cũng vậy, trừ điểm thật nặng để cho nó nhớ. Ủa, thầy khó quá à, khó cái đầu mày. Vì ngay đoạn đầu nó include sẽ khác. Include IO stream, trong đó mình include studio.h, khác nhau à. Học mà không tới á, bố cho ăn đòn. Đất. Và bây giờ mình đã hiểu cái phân tích bài toán. Bây giờ mình chơi trò từng nhát một để xem sao. Nha, mình sẽ làm thật chậm bài này để mình biết cách phối hợp hàm cho nó thành một cái bài tử tế. Đây là cái tư duy bắt đầu phân rã. Rồi, nó share màn hình. Thế bên xa kia nhìn được cái màn hình của tôi chưa ạ? Rồi, cảm ơn. Đây này, cái thằng mẹ nó ngồi chọn cái này này. Nó là CPP đó. Mày đã học cái này đâu? Math helper. Và cái này là folder khác rồi chứ không có sợ. Tôi nói thật nhé, những bạn đang ngồi đây là chuyên ngành của các bạn là AI.
đúng không? Phải không? Phải lớp mình là chuyên ngành nha. AI không? Hả? SE hả? Nhưng có rất nhiều bạn trong đây lớp này lớp AI mà đúng không? Hay lớp là SE? Cái mã số của lớp ấy. Nó thấy sao mã số ghi là AI? Chuyên ngành trí tuệ nhân tạo ấy. Có phải tụi bay chọn chuyên ngành đó không? Tao sai, tao nhớ cái mã lớp của tụi bay là AI đúng không? AI 1607. Chính chúng bay học thêm Python đúng không? Có học không? Nhưng mã lớp tao thấy ghi là AI. Và nếu đúng chuẩn mã lớp AI, tức là bạn học chọn chuyên ngành trí tuệ nhân tạo. Trong cái mã lớp thôi, tất nhiên có thể là sai đúng gì mình không nói, nhưng mà mình vẫn còn thời gian để thay đổi, chả sao cả. Nhưng rõ ràng nếu một khi đứa nào đã quyết định chọn trí tuệ nhân tạo thì cái thằng đó toàn chơi thuật toán, toàn chơi đầu tiên rồi, chỉ chơi thuật toán suốt ngày. Thuật toán suốt. Trí tuệ nhân tạo toàn quất thuật toán từ đầu đến đuôi, đeo nó nhiều. Để viết những cái thư viện cho người khác xài, ví dụ nhận dạng đưa cái gương mặt này vào, đây là người cái áo phải là cờ hó. Đưa cái cam vào, chỗ này cái lập tức phía sau là phông nền, đeo nó nhiều để tách ra thành 3D được. Xóa mờ phần chân phía sau, toàn là thuật toán. Cho nên cái thằng mẹ nào đã lỡ chọn cái đó mà mày đặt mà không chịu học chăm ấy, vứt mẹ đi, chửi thẳng luôn. Sai rồi. Còn SE thưa thầy. SE hả? SE sẽ gặp tôi cả kỳ 4, kỳ 5. Ta sẽ nói SE phức tạp và khó cỡ nào. Có cái dễ riêng của nó và cái khó riêng. Nhưng mà SE không phải bàn quá nhiều thuật toán. Tức là vẫn có dùng thuật toán nha. Nhưng mà AI bắt buộc phải là nói chuyện thuật toán suốt ngày. Còn SE, Software Engineering, viết app kiếm tiền, đeo này nhiều. Vậy thì có cái phần thuật toán nhận dạng cái gương mặt này hay nhận dạng cái biển số kia, đi kiếm thuật toán trên mạng về, đi mua thư viện về, dựng làm cái app bãi gửi xe, kiếm tiền chơi vậy đó. Thì đó là SE. SI, hiểu chưa? SI là bàn về việc viết app kiếm tiền. Thế rồi. Ủa thế mày thấy AI không viết app kiếm tiền hả? AI sẽ làm một phần trong viết app thôi. Tức là phần thuật toán, những cái phần khó, làm sao nhìn được cái biển số là con người. À, biển số là biển số. Đó, là phần khó nhất. Nếu chúng mày nhìn kỹ mỗi buổi sáng chúng mày đi vào những lúc bãi gửi xe, nhìn kỹ cái màn hình nhá, chụp cái ảnh của mày vào, chưa quan trọng đâu. Cái quan trọng kế bên là nó ngồi nó suy cái đó thành một cái tích, là cái chữ biển số cơ. Éo phải mắt người đâu. Biển số mày nó hơi mờ mờ do nó bị vướng cái mắt kiếm cái thứ này nọ. Nó suy được luôn. Cho nên trong phim Mỹ mà nhiều khi chụp mình biển số của cái xe tháo chạy, zoom lớn làm giàu ảnh thêm để bắt đầu ra biển số. Đó là trí tuệ nhân tạo AI. Tức là máy mà nó nhìn như người vậy, nó tư duy được ra cái tách. Làm sao ra tách để lát hồi so sánh ra và vô hai cái chuỗi giống nhau hay không bằng mã ASCII. Thì kết luận một câu mẹ kiếp đúng một xe. Ít nhất là về biển số đã. Hiểu chưa con? Mày đổi biển số mày đi ra mày chết mẹ mày. Vì cái vé xe nó lưu được cái tách. Chụp một cái tách lưu, còn ra chụp một cái tách. Lấy cái biển số lên là tách. Nó lấy được đúng cái tách ra thôi. Biển số, rồi nó compare, éo phải biển số, vị lại cái đã là tính. Được chưa? Còn đúng biển số, nhưng mà mình nếu quyết định mình đổi sang cái xe xịn hơn, cùng loại xe nhưng mà xe xịn hơn, thì lúc các bạn nhìn cái bức ảnh chụp vô xe màu xanh mà ra xe màu đỏ, quá sao lúc nào nhanh dữ vậy? Đấy là vụ thứ hai dùng mắt người thêm. Hiểu chưa con? Và dân SE của tao chỉ quan tâm là kiếp giờ làm cái app đó, còn cái phần nhận dạng đó khô quá, nhờ cái mấy bọn AI mới đưa cái thuật toán này cho tao dùng. Oh. Mỗi thằng có kiếm tiền một cách. Kiếm tiền của AI là bán thuật toán. Kịp chưa? Còn kiếm tiền của SE là mua đồ đó, phải ráp vào. Cái nào dễ hơn? Cái mua về ráp vào dễ hơn. Đúng chưa? Nhưng cái bên kia nó ra giá cao thì mình phải nghiến răng mà mua. Thì mình éo nghĩ được. Thấy chưa? Vậy đều có đất sống cả nhá. Nhưng mà hiểu độ khó chưa? Lệ phí đổi ngành 2.350.000 làm luôn đi. Bố nói luôn. Nếu mà không học được thì thôi chứ con đeo gì bây giờ, con ráng đu đeo làm gì. Thề. Rồi, nói vậy để hình dung nha. New mới folder, bây giờ bắt đầu biết chữ AI rồi ha. Smart Helper. Làm cái folder vẫn trong function thôi, cái này không có gì thay đổi. Rồi nhấn chuột hai lần vào, vô. Ok, nào, bắt đầu. Mình sẽ viết một cái app trên bảng, tôi đã nói rồi nhưng không ghi lại đầu bài. Và bây giờ tôi sẽ tư duy hàm.
Và tôi sẽ làm cái hàm đầu tiên. Mình sẽ tư duy viết hàm cho cái bài Math Helper. Như vậy tôi sẽ có danh sách những hàm sau. Thứ nhất, void print menu. Cứ viết đi để sẽ hình dung cái câu chuyện. Để hình dung cái câu chuyện tại sao thầy lại là void. Tức là mình phải đến việc ứng dụng hàm. Bây giờ trước hết giả bộ tôi chưa viết. Tôi chưa viết theo kiểu là tư duy của hàm. Tôi viết cách bình thường nhất trước nha. Bình thường nhất trước thì dẹp luôn cái print menu cũng được. Bắt đầu. Print app. Welcome to Math Helper program. Print app. Choose the following method, a function, to play with. Chọn những cái tính năng phía dưới đây để chơi với nó. Printf. Một, compile the disk area. Mình làm 3-4 cái thôi để mình hình dung cái câu chuyện. 1, 2, 3, 4, 5. Nó sẽ 5 đi. Giải chương trình hay là solve the phương trình bậc nhất hay là loại vậy. Nói chung bạn có thể bịa thêm bao nhiêu thứ thì bạn bịa. Như vậy cái này được menu. Ina thì được cái menu. F11 được cái menu trước. Có cái menu thôi, chưa có cái gì hết. Chưa có xử lý gì được. Như vậy muốn xử lý thì ta cần phải có ai đó gõ vào. Như vậy ta cần một đầu vào, cần một cái input. Bài này về IPO. IPO cực kỳ nhiều. IPO. Cái I trong đó có một cái I đặc biệt là cái choice. Bạn chọn gì thì tớ mới biết được, thì tớ mới tính tiếp được. Vì không biết bạn chọn gì thì sao mình làm. Nên để làm được cái bài menu nó chạy, để menu chạy thì phải cho tao cái option. Đó, chính là chọn option. Bạn chọn option mấy? Thì tao gọi là chữ choice. Như vậy chỗ này tao ghi in choice. Sự lựa chọn. Option. Ok. Rồi, thì phải scan app. Print app. Choose từ 1 cho đến 5, 2 chấm, dấu cách. Vậy thì ta sẽ mời người ta chọn từ 1 cho đến con số nào bạn muốn. Cái menu này có thể dài và mỗi cái dài đó là một cái chức năng ở đấy. Vậy thì phải scan app. Phần trăm D phải CH cần dấu cách choice xuống hàng. Ok. Mày nhìn gì cô gái? Chắc không? Chắc chưa? Ok. Thử lòng dạ nhau thôi mà. Chính xác, chưa giúp bạn. Như vậy nên lời có thì lúc này phải là if. Đúng không? If. If. Nhưng mà chơi ít thì mệt quá, cho nên chỗ này ta sẽ là switch. Switch. Choice. Nếu choice là mở ngoặc nhọn. Nó viết kiểu này cũng được, giống ngoặc ngang để đây. Ta dừng lại để tụi bay nhìn. Mời bạn nhập vào choice. If choice là. Câu này viết tắt thay cho cái chữ if. If
choice là mấy thì làm gì? Hay đúng choice là mấy thì làm gì? Như vậy, case 1, 2 chấm. Case 2, 2 chấm. Case 3, 2 chấm. Và chỗ này là thêm chữ break. Thêm chữ break. Thêm chữ break. Cấm tuyệt đối thiếu dấu ngoặc. Bạn làm 1, bạn làm 2, bạn chọn 1, bạn chọn 2. Ví dụ ghi một câu. Nếu chọn 1 thì mình in câu. Right now. You choose to compute the disk area. Right now. Please input a radius. Mà con số lớn được không? À, giả bộ vậy đi. You choose to compute the rectangle error. Giả bộ vậy thôi. Chỗ số 5. Tất nhiên số 3, số 4 tính sau, mình tương tự. Brain up. Bye bye, see you next time. Yo. Chạy thử xem nó có đúng ý định đi đã. Rồi mình tính tiếp. Những phần 3, 4, 5 ta làm biếng nha, cho mày viết nốt vào. 5 thì mình mới bye bye, vì mình menu của mình nó có 5 lần. Mày, viết cốt chơi thầy. Mày nhìn lên này, nhìn cho nó kỹ vào. Nó không thấy luôn, tao quay trở lại tao đánh tiếp đấy. Nhớ chưa? Ừ. Điều nhỏ thôi nhưng viết mình phải tinh tế, nghề IT nó rất tinh tế. Làm xong mình sẽ có cái tổng kết sau. Mày copy xuống đi, mày góp cho nó nhanh. Tương tự tự làm nốt phần còn lại, tao đang dò xem cái lớp của mình có viết code được hay không, còn những anh em thì tự viết nốt. Viết nốt cho cái phần còn lại đến 3, 4, 5 đi. Chờ tôi làm chi. Rồi chạy thử em sao. Ai chưa viết xong hết các phần còn lại thì từ từ tính. F11 xem, chắc chắn nó phải chạy được đã. Cho nên một trong những cái quy tắc khi viết code ấy, đừng có dại dột viết dài quá thì cuối cùng bắt đầu chạy không biết có đúng sai. Mình viết từng phần một đến đâu mình chạy nó. Rồi, số 1. Nhập gõ số 1 xem mày có chạy không. Nó phải in câu you choose to compute disk area. Ngon. Ăn đủ. Nó mời em nhập nhưng em chưa xử lý cái mẹ nó, nhưng rõ ràng nó đã làm được rồi. Tiếp theo. Mời bạn gõ vào. Và tôi giả bộ tôi gõ số 5 thì nó in bye bye. Nếu không tôi bán nói số 2 thì nó bị yêu cầu là nó sẽ in câu bạn chọn để tính, để chơi với diện tích hình chữ nhật.
Nhưng mà cái khốn nạn, chữ rectangle, ta biết sai mà thiếu một chữ chúng nó. Không có nói tao. Đây, rectangle, chỗ này dưới này viết thiếu chữ rectangle. Thì nó khốn nạn cái chỗ là nó chơi xong nó dừng. Nó dừng vì lý do CPU nó chạy, đâu có cái gì cả, nó bắt nó phải vòng lại. Nhưng bây giờ mình sẽ nhét nó vào vòng lại. Chừng nào chưa chọn 5 thì còn lặp lại. Mình đọc cái câu này rất dễ thương. Vì 5 này để thoát, như vậy chưa bằng 5 thì chưa cho thoát. Cái logic rất hiểu. Và bây giờ mình sẽ quyết định viết câu đó như sao. Như vậy chưa bằng 5 thì đâu có được thoát. Cái logic đọc chưa bằng 5 thì không cho thoát. Cái logic nha, chưa bằng 5 thì không cho thoát. Như vậy cái câu này sẽ viết, bản chất viết code là ta sẽ viết là do lặp lại while trong khi choice chưa bằng 5, not bằng 5 thì chưa cho thoát. Như vậy nó vào trong cái mê cung này thì thấy tía má mình luôn. Nếu mình không chịu chọn 5 là mình xong rồi đấy, là mình bị lặp lại và bê toàn bộ đoạn code trên vào trong đấy. Cách đọc rất dễ hiểu. Còn đúng thì còn làm, đúng là chưa bằng 5. Phải đọc cái câu kiểu đó nha. Phải đọc còn đúng còn làm hoặc là đúng là điều gì đó thì, chứ mày đừng nhìn cái biểu thức của mày phức tạp. Đúng là chưa bằng 5, chơi tiếp đi mày. Và nhét toàn bộ đoạn code vào. Chạy chưa? Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Bắt đầu ăn bớt cái nào, đây? Chữ Y thiếu một cái ngoặc. Tách luôn ra, phần trắng. Khi đưa code vào phải căn lại lề. Chứ nếu không thì đưa code vào phải căn lề nha. Vì do while là một cụm, tức là toàn bộ câu lệnh vào nó bị sweep vào bên trong. Cắt toàn bộ câu lệnh trên vào, cắt đến cả cái switch và case, tức là phải đẩy lại hết. Nào, bôi đen cả đám. Bôi đen đâu? Rõ ràng đến đây không có in choice, để ra ngoài. Khai báo biến mình để ngoài, còn vào trong đây là mình xử lý thôi. Rồi, print control x và để vào trong đây, vì dấu nháy nó phải nằm trong đây. Nó phải nằm trong đây vì đu làm cái gì thì phải thụt vào. Cần cho vậy. Rồi, tap vào. Tất nhiên nó có cái lệnh để tap vào một cách tự động, nhưng mà lệnh nó chạy sẽ không tốt trong mọi tình huống, cho nên mình không có gì vội vã. Đu làm cái việc gì đi. À không, cái này lùi một nhát thôi, tôi xin lỗi. Vì do tôi để ngoặc trên đây, bản chất nó ngoặc nó nằm đây này, thì mình chỉ lùi một nhát thôi. Lỗi của tôi, xin lỗi. Đủ. Đó, switch. Thì mày đến đây thì case phải lùi vào. Printf phải lùi vào. Case, break. Những cái việc làm case của switch. Switch lại là một cấu trúc giống như kiểu do while, tức là nó nhồi bên trong cái nhiều cái câu lệnh gì đó. Tức là cách viết nó phải thụt vào vì bên trong nó sẽ có bao hàm nhiều công việc. Vô. Như vậy, switch em đóng đến đây, đi lên đây của cái này và đủ hoài. Như vậy còn chưa chọn 5, chưa chọn 5 hả? Làm tiếp đi. Tức là in menu, mời gọi và mời gọi. Nghe câu tôi nói chữ in menu. Đấy, in menu nè. Rồi mời gọi, bà Ly nhập giùm em cái. Rồi bắt đầu if. Đấy, đến đây bạn sẽ thấy phần này là phần xử lý của if. Đúng chưa? Nó chính là xử lý của if choice. Nhưng phần này rõ ràng, riêng cái phần này mình tách biệt được, nó là in menu. Nó là in menu. Thấy chưa? Mình nhìn nhá, nhìn chỗ này đấy. Rồi. Vậy thì em sẽ làm gì tiếp? Em sẽ làm gì tiếp? Bắt đầu xem. Em mời vào thử đi. Em mời vào đã. Rồi. Mời bạn chọn món. Và nếu tôi ấn số 1 thì nó sẽ nói câu là vui lòng nhập vào, nhưng vì mình chưa xử lý phần tiếp theo thôi. Yo. Như vậy chọn. Đây, mời bạn chọn bán kính và welcome to. Bởi vậy này lỗi của tôi là tôi đã thiếu một câu xuống hàng nào đó. Có đúng chưa? Thì nó in câu welcome ở đây không có tốt. Nhưng mà chắc chắn nó mời chọn tiếp ở đây này, số 2. Và tôi tiếp tục nhấn số 1 thì nó mời tiếp, nhấn số 2 thì in diện tích hình chữ nhật. Đấy. Cho về rectangle, đâu, you choose to compute rectangle. Như vậy tôi chưa chịu chọn 5 thì tôi chưa dừng lại được.
5, bye bye cuộc tình và kết thúc. Ngon chưa? Tôi có một chỗ thiếu chữ sạc N ở đây. Cái này hồi nãy cho mời nhập nhá, mời nhập Radius nhưng mà mình chưa có nhập cho nên nó bị cái dấu không xuống hàng. Mình để đỡ xuống hàng rồi đó, mình sửa lại. Đây do lỗi cái thằng này, do cái dấu nháy của tôi muốn lúc nhập thật sự là nó phải nằm ngay cái chỗ cái ô đây này, chỗ này này. Và mình enter thì đã xuống hàng rồi, đâu có sợ. Đó, cho nên chỗ này một điều nhỏ thêm. Chạy thử lại coi. Và nếu để mình in cái menu cách ra thì rõ ràng để tránh cho trường hợp mình có quyền print app cái menu lại một chút xíu. À, đâu ai cấm in cái này, tách ra, đến đây sát và sạc n. No. Ủa bạn có quyền trang trí mà. Nếu cộng thả tim thả điếc cái thứ thoải mái mà. Và không ai cấm bạn xuống hàng một cái đi để cho lần sau. Đó. Thử cái coi, F11 để nó tách ra. Đó, menu in nè. Bạn trang trí được, cộng trừ nhân chia muốn là dấu hay là bao vòng quanh hình chữ nhật quanh được mà. Bao hình chữ nhật được cái menu á. Chấm 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 cộng 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 sao bao bao đầu chữ chu là một cái dấu sao, xuống số 1 là một dấu sao, thế thành hình chữ nhật sao mà. Nào. Số 1. Đó, xong bắt đầu in lại menu nè. Đó nó cách ra này, đâu có sợ. Số 2. Cách menu ra nè, vì mày chưa chọn 5 thì mày chưa được dừng. Và thôi số 5. Đấy, đứa nào muốn trang trí thì đấy. Dấu sao nè. Dấu sao màu mè tí. Màu mè tí thôi nhá. Để biết rằng nó có sự sáng tạo đến vô biên nếu chúng mày muốn làm. Cách, 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 cách. Cách. Và để đảm bảo rằng nó đúng cái dấu thì chỗ này khả năng mình phải cho đủ dài ra đến đây. Đủ rồi. Sao? Sao? Tao thử một tí, rảnh quá mà không biết làm gì. Sao? Và tụi bắt đầu thấy nó đẹp. Sao? Sao? Rảnh nhá, đang rảnh. À, sạc N thì không được, phải trước sạc N. Đó. Đang rảnh thôi, không làm gì cả. Thử xem dung nhan mùa hạ của em thế nào. F11. Xấu đẹp tư tính. Đâu đến nỗi tệ nhỉ. Ê, mình thiếu một cái kia. Phần này tự lo nhé, tao không nói tiếp. Nhưng mà đâu mình biết cách vẽ rồi. Rồi, sẽ chọn số 5 để thoát luôn. Ngay từ cửa thiên đường, éo chơi gì cả. Switch 5, bye bye, rồi thoát. Ai cấm? Vào quán mà nhìn thấy muốn ói chẳng hạn thì thôi. Cách cái. Đó. Do nó có độ lệch này, tôi cần căn cái độ lệch này thêm cái. Ok, xong. Bài này em nhìn em muốn ói. Chưa kể viết còn code này. Phần viết code này. Nhưng tôi phát hiện được một điều đây. Cái đoạn này này. À đủ. Cái đoạn này nó là in thưa thầy. Nó là in. Em rút cái này ngắn lại một tí được không thầy? Được. Em bê mẹ cái chỗ này ra chỗ khác gọi là cái hàm được không thầy, để cho cốt nhìn nó gọn. Vì xét cho cùng cái việc của thằng này là việc gì? In. Mà việc của mày là in thôi. In cái mê, mê nều. Tất nhiên giờ thưa thầy in xong mà lại còn nhận về giá trị nữa là ngon được không thầy? Thì in và trả về giá trị, in và trả về giá trị, in và trả về giá trị. Đó chính là hàm loại 2, à là 3 và loại 4 nếu mình muốn. Ok, tại thời điểm mình làm thử một đơn giản trước. Nào, tôi thấy rằng riêng việc này in, để đây không có gì sai. Nhưng rõ ràng có thể gọi được một tên chỗ này. In menu. Nhận giá trị và xử lý cho cái việc menu. Đây là ba việc lớn tôi có thể nhìn được. Còn trong mỗi cái menu lại là một việc lớn khác nữa mà tách hồi nãy mình nói IPO sau. Như vậy cái chỗ này tôi tách. Riêng chỗ này tách mày ra một cái menu được. À một cái hàm được. Và read menu vì nhiệm vụ của mày là in. Để code mình rút ngắn xuống. Thực ra không bớt số lệnh. Nếu mày muốn in 4 menu 4 dòng thì phải lấy 4 lệnh print app. Hay là cái dài và sạc N giữa chừng cũng đều được. Nhưng xét cho cùng vẫn phải in. Thế bây giờ tao bê mẹ cái chỗ in này ra để chỗ khác cho gọn cái câu lệnh lại. Kịp chưa? Và bây giờ tôi bắt đầu làm điều đó. Đấy. Thì khi đó mình mới kiểm soát bài được. Bắt đầu. Vậy tôi quay trở, tôi mở lại cái đoạn code ban đầu. Void, print menu. Tại sao là void thưa thầy? Vì đơn giản là in chứ có trả về cái gì đâu. Có gì đâu mà trả. Bảo in thì in thôi.
Như vậy thì lúc này nó phải là void. Chứ bây giờ bạn dự kiến trả về cái gì? Người ta đã lựa chọn gì đâu, mình chỉ in thôi mà. Cho nên void print menu. Đặt chữ M chữ hoa để nói rằng cú pháp có lạc đà, biểu thức có lạc đà, lưng nhấp nhô nhân đây bắt đầu đi sâu vào hàm. Thì mình nói luôn về cái quy tắc đặt tên. Mở rộng ngoặc thêm. Bắt đầu tôi nói luôn, nhân tiện đây, bắt đầu tôi nói quy tắc đặt tên. Anh em ở bên cộng đồng mạng phía xa có nhìn được các bạn không ạ? Có nói với mọi người rằng những bạn khác của lớp khác muốn đi dự thính thì thầy Hoàng vẫn còn cái link này để mọi ngày đều giảng của tất cả các lớp lập trình đều có thể vào học qua Google Meet đều được nha. Tuy nhiên đấy chỉ dành cho những bạn học dự thính mà không tiện thôi, hoặc là bạn mọi người bị ép thôi. Chứ còn bình thường tốt nhất lên trên lớp để có sự tương tác. Đấy là điều mà nói với tất cả các bạn bè mình các lớp khác. Thầy Hoàng mời vào lớp thoải mái, online offline đều được. Nghe chưa? Một số cái quy ước. Đặt tên. Trong tiếng Anh nó gọi là coding convention. Mình hay đọc một chữ code đấy, coding convention. Và nếu bạn tham gia vào trong các công ty phần mềm, bắt buộc bạn phải theo, nếu không bạn bị trừ lương đấy. Với mục tiêu viết code dễ đọc. Và anh em trong nhóm dev với nhau không phải chỉ một người đâu, nhiều người cùng viết một cái app, chứ không phải là một mình viết một cái app đâu, không ai đủ sức. Cho nên mỗi thằng viết code một kiểu là sẽ rất khó để bảo trì, mỗi thằng một style. Đó là tại sao tôi sửa các bạn ngay cả từ dấu phẩy và dấu chữ cách, không có đùa đâu nha. Tôi cũng giống như nhiều thầy cô đây là đã từng đi làm thuê viết code thuê trước khi các bạn ra đời. Đó, tao viết code từ tao ra trường từ khi trước khi tụi bay ra đời, bằng tuổi ba má tụi bay. Cho nên cứ lên nghe người này đi, tao rủ chúng mày chơi và không học thì tao mới bậy. Thế thôi. Rồi, thứ nhất tên biến. Thế ta sẽ dùng cái gọi là cú pháp con lạc đà. Nó có nhiều cú pháp nha. Con lạc đà. Thực ra còn có cú pháp của Hungary nữa cơ. Rồi cú pháp Pascal, cú pháp con rắn. Đó, có 3-4 loại cú pháp. Nhưng mà ta sẽ dùng cú pháp con lạc đà để ta tương thích vào môn Java luôn cho kỳ sau. Nha. Tiếng Anh nó gọi là camel case. Notation. Tức là cách viết. Nó có lạc đà. Con lạc đà là cái lưng nó gù, cái bướu. Đây. Cái bướu của con lưng con lạc đà nó như thế này. Và cái nhô lên này đại diện cho chữ hoa. Và cái lài lài xuống đại diện cho chữ thường. Vì chữ thường nó cao hơn hẳn so à chữ hoa nó cao hơn hẳn. Cái chữ L hoa và L thường thì nó đều là cái chữ L dài, nhưng bản thân cái chữ hoa mình phải hiểu nó cao to hơn về cái bề ngang. Đó, cho nên chữ cao hoa bao giờ về mặt tốn không gian diện tích hơn so với chữ thường. Cho nên cao hơn, to hơn thì nó sẽ là giống như cái búa của lạc đà nó gù lên. Đó, chứ gọi là camel case notation. Và bây giờ bắt đầu. Tên biến. Quý ước đặt tên biến. Bắt buộc phải là danh từ. Biến tức là đại diện cho value, nó phải là danh từ. Tổng số tiền của anh là. Chứ tính tiền thì là động từ nhá. Tính tiền là động từ. Và anh bồi phải tính. Nhưng anh tính một hồi xong, dạ số tiền của anh là, tiền của anh là, vậy đó là danh từ rồi. Bill, tức là total, nó là danh từ. Cho nên biến đại diện cho value thì nó phải là danh từ. Vì nó đại diện cho value. Cho nên bắt buộc nó phải là danh từ. Đó là lý do tại sao thầy Hoàng đặt là choice chứ không phải là choose. Kịp chưa? Mời bạn nhập thì phải là choose please. Nhưng mà rõ ràng cái biến để chứa cái giá trị nhập vào thì là sự lựa chọn. Và sự lựa chọn thì phải là choice. Ví dụ choice. In choice. Chấm phẩy. Giờ bạn hiểu rồi. Radius. Bán kính. Wavelength. Đó. Long. À thì double. Radius. Đó. Ví dụ bạn đi làm mà bạn có một mức lương cơ bản nào đó rồi sau đó là tăng thêm. Ví dụ thôi. Double.
basic salary. Chữ B là chữ thường, chữ sờ không phải cố gắng viết hoa lên, chữ sờ là phải viết chữ hoa. Cho nên nếu xét theo con lạc đà bắt đầu lưng nó gù đấy. Bao ngày nay thầy Hoàng đã đặt tên theo kiểu đó rồi, hôm nay mới nói cụ thể hơn. À, basic, chữ thường. Kịp chưa? Cú pháp con rắn thì đã bảo đặt tên này làm cái mẹ gì, con rắn nó viết kiểu này này. Basic, ship gạch, salary. Chữ thường hết thì bất công, ship lên. Bất công ship lên chữ hoa. Anh đéo mẹ mày không ship chữ hoa thì mày phải ship gạch. Có đúng không? Nhưng mà viết kiểu này thì mục tiêu viết kiểu này thì đọc được các từ. Chứ có thằng mẹ nào viết chữ này trên bảng basic salary đọc mà điên luôn à. Chứ thường hết mà viết liền là chết cha mình. Cho nên tao éo muốn ship vì nó dài về mặt thể hiện thị. Tao để chữ sờ hoa lên thì thành con lạc đà. Phân biệt các từ. Nhưng tại sao thầy thích ngũ lưng? Vì tao thích con lạc đà đơn giản thôi. Nhưng mà bên suy sáp thì bảo rằng không, suy sáp chúng tôi không còn chơi lạc đà theo kiểu cúi như thế này để bố nó gù lên. Suy sáp bảo rằng ngay cái từ này dựng mẹ lên chữ hoa luôn. Suy sáp thì chỗ bê hoa luôn. Nhấp nhô kể cả từ đầu tiên. Còn cha ba bảo nhấp nhô chữ hoa nhưng từ đầu tiên phải viết chữ thường. Thế không? Quen chưa? Đây là style của giang hồ, không phải của thầy Hoàng. Cho nên cái này cũng giống như chúng mày học vô Vi Nam ở trong kia mà chúng mày cứ ra đánh bằng nhân điện không thì ông thầy cũng trừ điểm là phải rồi. Vì style nào ra style đó. Kịp chưa con? Ok. Như vậy chỗ này là basic salary nhá. Chữ thường. Mình suy sát chữ B phải hoa luôn. Thì hoa lên có nghĩa là nhấp nhô núi rất đều. Còn thằng này bắt đầu phải lai một cái lên rồi xuống theo từng chữ hoa. Rồi. Hằng số. Hằng số mình đã từng xem rồi. Hằng số mình đã từng nói cái pi á. Mình đã có một cái bài rất xưa. Nhưng từ từ hằng số. Tức là mình nói nhỏ, tức là biến không cho thay đổi value. Biến không cho thay đổi value. Ủa đã gọi là biến, cho nên tôi còn kép mà. Đã gọi là biến rồi cho em thay đổi. Không, cho thay đổi đúng một lần này, đéo cho thay đổi nữa. Cái người ta gọi là read only. Mình sẽ học sau. Read only value. Hay là và là biến. Thì cái hằng số á, hằng số thì tiếng Anh nó gọi là constant. Constant. Nha. Thì viết tắt à, thì nó là tên chữ hoa tất cả. Chữ hoa. For all. Chữ hoa tất. Và sweep gạch để cách các từ. Sweep, phím sweep ấy và giữ gạch để cách từ. Cách các từ. Cách các từ. Để phân cách các từ cho nó đủ. Phân cách các từ. Ví dụ, cái thuế giá trị gia tăng hiện nay nó là 8%. Dạo trước nó là 10%. À. Và nó chả bao giờ nó sửa cho đến khi vài chục năm nó mới sửa lần. Thế thì, bây giờ nếu em đặt theo cú pháp của lạc đà, em sẽ biết như thế nào. Lạc đà lúc này, lạc đà nè, gọi là ngửa cái cổ lên rồi. Làm thêm cái này chút xíu rồi mình quay trở lại. Cái vết cốt. Anh em cộng đồng mạng có đang nhìn được không ạ? À? Từ xa. Anh em cộng đồng mạng từ xa còn nhìn được không? Ok, tôi đọc chậm nha, chữ thì từ bảng, tôi không cố gắng quay góc nhìn đẹp giống như trong phim đâu. Nhưng mà đọc, tao hy vọng chúng mày đọc được, tao cố gắng viết đẹp trong khả năng. Nào, vậy thì ví dụ, thầy cho em cái ví dụ đi. Cái thuế giá trị gia tăng của em éo bao giờ nó thay đổi? Ít nhất cho đến vài chục năm nay bây giờ nó thay đổi. Em sẽ viết trong C như thế nào? Constant. Em cấm bác thay đổi. Đúng chưa? Double P bằng 3.14. P chữ hoa. Pi, đọc tiếng Anh gì đó.
Constants. Double. Thế giá trị gia tăng VAT bằng 10% hay là 8% là 0.08. 8% là 0.08. Chứ 0.8 là bao nhiêu rồi? 80% rồi đúng không? Gần 100 rồi. Đó. Phải đổi qua thập phân chứ ghi 8%, phần trăm là phép dư, lấy gì lấy dư? Mình đã học trong loại toán rồi, à trong xin lỗi. Giờ thưa thầy chữ VAT viết tắt của cái chữ. Người nào rảnh viết cẩn thận này, constant double. Value shift gạch added. Shift gạch tax. Thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị cộng thêm VAT. Vậy tên nó dài, chuyện này chuyện bình thường nha. Java cũng theo quy tắc này, shift gạch. Rồi, quy ước về hàm. Như vậy biến vừa đơn có 3 thứ thôi. Mình lo lắng hằng. Và bây giờ đến hàm. Hàm đặt tên thế nào? Function. Em đặt tên thế nào? Hàm bắt buộc phải là vẫn con lạc đà gù lưng, con lạc đà cúi đầu chứ, xin lỗi, hay là lưng nó gù lên, con lạc đà cúi đầu vẫn là con lạc đà cúi đầu, cho dù nó có cúi cái đầu, tức là chữ thường đầu từ đấy, từ chữ thường đầu từ giống như biến này, nói chung giống biến, nhưng mà nó phải theo công thức verb cộng với object. Verb hay cộng adverb bổ nghĩa. Tên hàm bắt buộc phải xuất phát là động từ vì nó nói về hành động. Phải có động từ để nói về hành động. Hành động. Là mày làm cái gì đó mà. Làm gì đó. Bây giờ đến đây bạn hiểu rồi. Void. Parent. Mẹ. Nều. Void. À hôm bữa là int. Get. Factorial. Các con theo kịp chưa? Đây là tôi đang chuẩn bị cho bên C, à bên Java, cho nên tôi lấy cái phần của bên Java tôi nhồi xuống đây để các bạn sau này có cái cách dễ viết. Chứ còn trong C thì nó viết chữ thường hết. Nha, trong C nó có quy ước viết là viết chữ thường hết và cùng cú pháp con rắn. Nhưng mà tôi đang nói là học cái này để mình chuẩn bị cho Java. C là cái nền thôi. Để mình đi tiếp. Nghe chưa? Cho nên đừng nói đây là cú pháp của C, mà phải hiểu đây là cú pháp của bên Java tôi đang áp dụng sang. Để dành cho cái việc ta đi tiếp và hướng đối tượng. Nghe chưa? Môn C ta học gần như đây thôi. Rồi sau đó ta quả cuộc đời ta sẽ chơi Java và C Sharp. Chứ thường hợp bạn nào chơi phần mềm nhúng thì bắt đầu nó sẽ like một cái phần của C vào. Nó sẽ dùng C cộng cộng. Nghe chưa? Nhưng mà Z cho cùng thì bắt đầu cái app lớn mà chơi hướng đối tượng là bắt buộc bạn nên chơi cái trò quy ước này. Để nó đảm bảo mọi cái thứ nó rõ ràng và clear. Như vậy giờ bạn không lạ khi tôi đặt cái hàm hồi nãy là print menu, chữ M viết chữ hoa. Chịu chưa? M viết chữ hoa. Đó, cho nên cái chỗ này này chữ nó rất cao này này. Và chữ M, P là viết chữ thường. Đó. Get. Factorial. Đó. Còn trên này chữ hoa hết rồi. Còn bên này thì sao? Basic, chữ B bò viết chữ nhỏ. Nhưng chữ salary và chữ thường là chữ hoa. Tôi cố tình tôi vẽ to lên để bạn hình như là chữ hoa. Nhưng bản thân bên trong chữ bạn mới thấy độ cao nó khác nhau liền. Và độ mỏng, độ dày. Ok, còn cái này thì chữ thường không à. Mày có một từ. Mày có một từ thì kệ mày, mày là từ chữ thường luôn. Nhưng nếu bắt đầu mày có nhiều từ thì thằng sau phải giúp vô ngay. Ok chưa? Mày từ đầu tiên, một mình mày thì phải là chữ thường, with, then, chữ thường hết. Nha. Nhưng nếu có hai từ trở lên, ba từ trở lên ghép thì bắt buộc phải nhấp vô ngay. Đây là điều phải nhớ, bắt buộc phải theo. Không thì mẹ cho ăn đòn. Ok, xong. Quy ước chỉ có nhiêu đó thôi, không gì phải sợ. Và bây giờ mình không có sợ về cái điều mà em thấy code thầy viết nó lạ quá. Đây, hàm print menu. Và mấy ngày nay tụi bay thấy tao viết y chang vậy. Bây giờ bắt đầu mới rõ. Làm bài thi, chấm bài, nộp bài. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở về sau. Vì viết hàm rồi, không theo đúng quy tắc trừ điểm. Nha.
Nãy có thằng cu nó nộp bài với tôi nên nó làm này nè. Cái hàm bắt đầu mình xem cử cái hàm. Bôi đen. Nó viết thế này. Rồi, free menu. Copy xuống. Viết code luôn, viết code luôn. Dán xuống. Cần chưa về. Rồi. Quay chưa? Và có cu nó ngồi nó viết biến in thế này, tao trừ điểm rồi. Trừ điểm rồi. Thấy sai chưa? Với cái bảng nó nhìn có đủ màn hình hay không để nó bị mất cái phía bên. À, nhìn rõ. Đấy. À, đéo mẹ, đây là cái phần bên trong, hôm bữa tao đã giảng, tao đang đứng ở đây là bờ tường. Thì mọi câu chuyện của chúng mình nó bắt đầu từ tường này vào trong. Tức là phía đây coi như cái biên của cái tường rồi. Thì mọi thứ nó phải thuộc ở bên trong. Chứ không thể bằng ngang bằng được cái chữ in với cái vế của cái tường được giống ngọn nhọn được. Không chấp nhận được. Mày không có suốt ngày mày nép vào tường kiểu đó được. Ok. Rồi, bôi đen nào. Đám này hả? Mày là cái menu chứ là cái mẹ gì? À. Đến đây nè, thưa thầy. Control X. Tất nhiên mình có thể cắt đến đây luôn, nhưng mà mình cắt thử đến đây đã. À, Control X, dán vô. Hàm là làm một việc gì đó. Còn có bốn kiểu làm khác nhau. Mình có ói về cái gì đó return không hay không thì thôi. Và trước khi làm cần phải có cái gì? Đó. Rồi, tap vào. Lui lại. Ok. Và đóng. Tắt đây đây. Đó, tức là sát vào, mở đóng. Như vậy đến đây mình có toàn bộ cái này chẳng qua là câu lệ in. Mình đã cắt ra cho nó một cái tên thì chỗ kia mình phải thế cái tên vào là gọi em chứ có cái mẹ gì đâu. Logic không bớt. Về mặt không bớt số lệnh. Nhưng rõ ràng code sẽ đẹp hơn vì nó ngắn hơn. Chỗ này ta sẽ ghi câu para. Có phải là parinf không? Parinf cái đầu mày cần chỗ cách nó sổ ra. Có parinf. Đấy, có parin menu. Đấy. Mình sánh ngang với nhà người ta đây nè. Vì là hàm. Dạ thưa thầy, có phải thầy muốn chơi parinf không? Đâu phải. Mày có phải chơi parinf không? Eo phải. Cái này mới đúng hàng nhà mình vì chữ para. Đã. Ok. Enter. Và chấm phẩy. Số dòng lệnh không bớt. Chỉ có điều tính review đã thấy rõ. Code trong sáng hơn. Phải đọc mẹ Sebo nó chạy thế nào. Nó gặp câu lệnh đồ, nó gặp chữ print menu. Chết tới mẹ mình rồi, phải làm cái gì đó. Và nó xuống đây nó làm xong. Nó bắt đầu nó làm tiếp chỗ này giống như cũ. Nhưng code sẽ nhìn ngắn hơn. Ok chưa? Không bớt lệnh nhá. Sebo vẫn phải làm như đó. F11 coi. Oh. Nó làm à? Thì đã vòng lại gọi lại nó làm. Gọi em ra, gọi em ra. Rồi, nhập số 1. Bạn chọn số gì đó và bạn chọn số 5 để thoát. Đây. Như vậy hy vọng mọi người bắt đầu cảm nhận được rồi. Nhưng thưa thầy, tại sao lại là void? Mình biết thừa rồi, chỉ có in nó thôi mà. Mình đâu có xử lý gì nhiều. In cũng là một xử lý. Và tao không có ý định là tao trả về cho mày một cái mẹ gì đó. Thì lúc đó ta sẽ quyết định là dùng void. Vậy hàm void được dùng khi ta chỉ in ấn một cái gì đó. Hay bản thân ta cũng không nghĩ rằng cần phải xử lý trả về một cái gì đó. Thì ta gọi là ta dùng hàm void. Ok chưa? Có cần đầu vào hay không thì tùy bạn. Nhưng rõ ràng bài này có sẵn để in. Đấy. Đinh, cú đầu tiên. Đã thưa thầy, bây giờ vào bài này đi. Thưa thầy. Bài này muốn làm, dám ba cái đồ. Làm thử một cái rồi mình tính tiếp. Mời nhập vào bán kính. Như vậy cần phải có bán kính. Vậy muốn có bán kính thì phải cần khai báo biến. Bài này mình đã từng làm rồi. Và khai báo in ở đây. Như vậy mình khai báo biến. Vì bán kính là số thực. Cho nên mình sẽ khai báo là float. Dạ thưa thầy, em bị bối rối khai báo biến ở đâu. Đấy, có một cái câu là khai báo biến ở đâu. Mình sẽ có một bài riêng để tổng kết khai báo biến ở đâu. Khai báo biến ngay dưới main cho tôi đi đã rồi tính nha. Rồi, float. Đừng khai báo trong vòng lặp. Vì khai báo trong vòng lặp đôi khi nó bị khái niệm gọi hiệu ứng lẻ. Vào xong lên lặp quay lại khai báo biến. Thì nó sẽ làm cái biến mới. Và giá trị có khả năng nó bị reset về. Về cái giá trị mới. Cái này mình đã từng có một lần bị rồi. Cho nên phải đẩy cái chỗ khai báo ra bên ngoài để mình dùng. Để nó tránh bị hiệu ứng lề là mình không kiểm soát được cho vòng lặp nó chạy lại thì nó khai báo lại biến. Nó lại gán lại giá trị mới chẳng hạn là chết con mẹ mình. Nắm được vấn đề chưa? Đấy, rất nhiều thứ nhỏ để mình chú ý. Float, radius, bán kính. Nên thằng nào đặt cái chữ này và chữ R hoa là thằng này học C sharp nha. Chứ không phải học ngôn ngữ C và Java. Là đặt theo chữ hoa từng đầu từ và là danh từ. Bán kính là danh từ. Nhưng mà bên C à Java thì thầy Hoàng bảo rằng con lạc đà nếu có một từ hãy cúi cái đầu xuống chữ thường
Ok chưa? Sai trừ điểm. Và thực ra cái này chỉ có làm nhiều mới nhớ, chứ nó nhỏ quá. Nhưng đây là cả thế giới thế. Còn đứa nào không tin tao cứ gõ cho tao chữ Chemocase Notation là sẽ ra. Thế thôi, Google luôn, bằng tiếng Anh. Hay gõ tiếng Việt được, cú pháp của lạc đà, thế là người ta biết. Ok, có bán kính thì scan app. Rồi, bán kính phần trăm. Bán kính này là float. Vậy ta phải là phần trăm F đã quá lâu. Và ra control dấu cách. Rồi enter. Mỗi tên đi ra rồi enter. Có bán kính rồi. Chết mẹ, phải có diện tích thứ hai. Có cần biến diện tích hay không? Định luật bắc cầu mình đã học chưa nhỉ? Hôm thứ chủ nhật. Và chúng nó quên mẹ rồi. Hay chúng nó không học hết. Rồi, ghi thêm cái area đi. Area. Rồi bán kính à, diện tích area bằng pi r bình phương 3.14 nhân với radius nhân với radius. Ok, và print app chơi thử một cái đi đã, tính the disk width r bằng phần trăm chấm hai f has the area of phần trăm chấm hai f set n phẩy ra cần cho cách phẩy a cần cho cách chấm phẩy bụp mày giờ. Thưa anh em cộng đồng mạng, bài này mình học rồi. Ở dưới kia tôi thấy có một bạn rất thông minh, bạn nhắn nhanh, bạn mở cái Google Meet của cái lớp này ra thì bạn sẽ thấy ở ngay trên màn hình đó cái code của tôi. Ừ, hồi nãy tao đi xuống, tao thấy mày làm giải pháp rất tốt. Cụ nào gì đó, hay đó. Đã nhìn cái bảng như cho nó mệt. Tuy nhiên khi đó màn hình code mình hơi bị nhỏ hơn tí. À, nhưng mà mình nhìn được rõ màn hình. Tốt mà, thông minh nha. Phải chú hả? Ừ. Về nói với má hôm nay là thưởng cho ăn con gà rán hay gì đó vì thầy Hoàng khen thông minh. Ấy, đây đây rồi. Chịu khoa học, chịu sáng tạo cho việc học nó tốt, tự ủng hộ. Cái đó nên nha, cái đó là giải pháp rất thông minh đấy. Để nhìn xa quá nhiều khi mắt mình kém, màn hình nhỏ. Chạy thử đi các con, chờ cái gì nữa. Xem nó có ngon hay không đã thì tính. Nhập vào thử bán kính, nhập số nhỏ nhỏ thôi còn biết đúng hay sai. Nhập to quá thì sao biết. Số 1 mày. Nhập số 3 tao đố mày biết là mấy. Nhập số 1 thì 3.14 diện tích luôn cho rồi. Nhập số 2 12.56 và bây nhập số 3 3 nhân bình phương là 9.9327 27 mấy ấy, 28 á. Ừ. Nhưng nhập cái số nào mình biết mấy đúng hay không nữa. Viết áp xong còn phải cho nó đúng nữa. Mày không làm cái menu à? Có rồi. In chưa? Đâu? Chạy trên coi, chạy trên coi. Từ từ coi. Má, tao ngồi tao nhìn thôi, tao không thấy cái menu là tao biết rồi. Câu lệnh print menu đâu? Họ đánh thật mà. À, nếu mẹ không có câu lệnh print menu mà nó nói chú 1-5 em có menu rồi, tao đạp mày một cái bây giờ. Cần chỗ cách. Dạ. Dạ cái đầu mày. Ừ. Mũi tên đi xuống, mũi tên đi xuống. À, print đâu? Mày biết cái con mẹ kiểu gì kỳ vậy? Void print menu. Print F. Đủ. Con lại bố cái lệnh kia là print f, còn cái lệnh này của con viết là print. Dạ, yeah, lộn nào hơi vịt với lộn. Bố xem thử dưới này dùm con, bố sửa dưới này chưa. Mặt mắt. Bây giờ mày nhìn nè. Yeah. Đâu không? Thứ nhất là tên ham nó phải viết thẳng ra bên ngoài. Thứ hai nữa là cái hàm men nó nằm đây. Cái ngoài đây, cốt mày chạy thế chỗ nào được, đây được cái men. Cái ngoặc của nó đây nè. Đó, đóng lại một khu vực đó. Rồi cú tiếp theo, tối nay về feedback là đuổi thầy Hoàng ra khỏi lớp, đéo dậy nữa đi. Vì cái đội đánh học trò quá. Này, mày viết như thế này nè. Cách ra nè.
Mấy anh kia xem cái bàn phím tao nó lủng mẹ mấy phím rồi á, gõ vậy nó sướng tay. Đấy, mày dư phím này. Dư phím này nè. Hiểu chưa? Dạ. Tao đầy năng lượng mà. Phải có chỗ để xả. Chưa xong. Vì chỉ thụt vào một. Wow, tao cùng đường với mày cái chỗ này về cái hàm men. Chỗ này tao đi thẳng xuống thì bóc bớt chỗ thì tao phải thụt vào nhiều. Cho nên khi mày layout, mày phải layout cho nó kỹ. Dạ. Chữ PR ở đâu đây coi nào. Đó, cần chỗ cách. Cần chỗ cách. Đi xuống xem thử coi. Thấy chưa? Đẹp trai chưa? Nó ước mơ học online. Chạy chưa các con? Hiểu được không? Nhất, số 1. Ta phải 14 đúng chưa? Ngon. Ít nhất là vậy đi đã. Đây mày lên đây xem bàn phím tao có đúng lủng hay không đã thì tính. Đây đây. Đây. Máy mới mua chưa khui hàng nhé. Chưa khui tem đâu. Mày thấy phím nó lủng chưa? Cần cho N lủng chưa? Dạ có thầy. Mày nhìn nghiêng xem bàn phím của tao ngồi tao làm mòn hết chưa? Dạ rồi. Mày thấy bàn phím lủng chưa? Đúng không? Dạ có. Tao ngồi tao gõ thế này thì nó không có lủng như mới lạ. Gõ vậy nó mới sướng tay, viết cốt phải như múa piano. Ủa chứ mày sợ cái máy đầu tư mình sẽ trân trọng nó. Nhưng mà gõ cốt phải cảm giác sướng đã, giống như piano mình phiêu âm nhạc được thì phiêu cốt được. Buồn chúng nó quá. Đã dặn kỹ, dặn tới, dặn lui. Thế nên ngồi nó quất mẹ, nó cái hàm print menu vào trong đây cho tao. Thì cuộc đời tao bế mạc con mẹ tao rồi. Con đúng không mẹ, mỗi cái là một cái khu vực tự trị, con lại bồ. Đấy. Cho nên tao khẩu nghiệp, tại vì chúng mày mời gọi nhá. Nào các con, F11 thử cái coi, trước khi đi tiếp. Nào, nhập số 1, mời bạn nhập vào bán kính. À, bị xuống hàng, hồi nãy do mình chưa làm tử tế cái menu, giờ xuống hàng tôi đích thích vì dấu nháy nó phải nằm gần cái bên. Nếu các bạn chú ý trong cái việc thiết kế phần mềm ấy, ví dụ như bạn nhập ô username này, username. Đây, có cách gõ thế này, có ô nhập đây, đây là một cách. Tức là cái ô nhập nó nằm ngay kế bên cái label trong cái app mà trên mày mạng mình xem. Còn cách thứ hai là username 2 chấm và dưới đây. Hiểu không? Tùy bạn thích. Cách này của mình đang xuống hàng thì nó nhập ở dưới. Ok. Không sao, những điều nhỏ. Cái đó là nguyên tắc design. Nguyên tắc design nha. Design tương tác. Đó là môn của kỳ 7 tụi bay sắp học cái này. Là nguyên lý design. Chờ đến kỳ 7 hồi nãy đầu giờ đứa nào vào sớm ấy. Môn này này. Giáo trình mới nhất. Chiến luôn. Bắt đầu quyết định đổi ngành chưa? Hả? À, cảm ơn cô nhá. Sáng tao tập thể dục, buổi chiều tao tập thêm tập vừa rồi nữa là coi như đủ rồi, đủ cho ngày hôm nay rồi. À, dạy học mà mệt quá. Viết cốt kiểu này không hay. Vì lát hồi còn cái đoạn ở dưới này, còn cái đoạn dưới này mấy cái menu đúng không? Nhưng mình biết thừa. À, đây là câu chuyện của ai? Của hình tròn thôi, để riêng ra một chỗ và gọi mày giống như mày menu thì đẹp biết bao nhiêu đúng không? Rồi, Ctrl A, Ctrl C. Nhắc thứ hai rồi mình dừng. Menu mới, version 2 để mình thấy cái tư duy cũ. Cho nên ngày hôm nay bắt đầu bạn biết cách tổ chức app rồi đấy nhá. Hôm bữa là học hàm này cái gì thôi, hôm nay bắt đầu. Rồi, Math Helper version 2. Version 2. Nha, tôi đi rất bài bản và rất chậm về cách cả tư duy tổ chức nữa. Còn thuật toán thì về nhà thì xin lỗi các bạn phải luyện thêm rồi, chứ còn không có cửa nào giảng hết được. New mới folder, Math Helper. Version 2. Self. Những cái cu nó đang ở nhà nó cảm giác hôm nay rất may mắn đấy. Đi học mày cứ chờ vào thần may mắn à. Cần cho A, cần cho V. Vô.
Như vậy tôi biết thừa mày không nên ở đây, vì đây là cái câu chuyện của một cái người tiếp tân, đây là câu chuyện của nhà kho, đây là câu chuyện của anh về dịch vụ bồi bàn đó. Mỗi người một việc, ta tách mỗi người một việc thành một cái hàm. Vấn đề là hàm loại mấy, cái mẹ nó tệ nhất cái viết voi nhét hết tất cả vào vẫn xử lý ngon. Tệ nhất là vậy đi đã, rồi sau đó bắt đầu quyết định mày có trả về giá trị hay không. Hiểu cái logic không? Cho nên quyết định chưa nghĩ là cái mẹ thì hay không, cứ voi mà quất nhét tất cả vào trong đó cũng vẫn đã là một giải pháp lầy lội nhưng mà ngon được. Vậy nó chia để trị được rồi. Và bây giờ tôi sẽ nhét nào, perimeter void. Bài thứ hai, tách void. Bài thứ hai là tính diện tích đúng không? Compared disk area. Tại sao thầy đặt dài như thế? Bởi vì nó còn lý do liên quan đến diện tích của cả chu vi nữa chứ. Chu vi là một câu chuyện khác. Ok, đúng cú pháp của lạc đà chưa? Nhấp nhô từng từ chữ hoa. Vào si, vào coi cốt Java trên mạng nha. Khẳng định các bạn 100% giống như tôi đang làm giống như, chứ còn tự mình nói người ta giống mình thì là mình tự cao quá mức. Đó, cốt của Java, lõi của bên trong Java đều theo phong cách này nha. Rồi, bôi đen cái đám này xuống. Ctrl C. Và nhớ làm ơn đi ra ngoài, mỗi hàm là một khu vực tự trị, cho nên phải nằm ngoài cái dấu ngoặc kết thúc của người ta. Cô kia, mày nhìn thế này cô, mày nhìn trên bảng này, mày thấy không? Đây là một khu vực, nó giống như cái phòng học của mình. Thì cái hai cái dấu nháy này là của phòng nhà mình. Thì tấm thằng nào sỡ rỡ vào, nếu trong đây chỉ là chuyện nhà mình thì ok. Còn chuyện nhà khác thì là một khu vực phòng khác. Như vậy nó phải nhảy ra bên ngoài và dán xuống và dấu cách và thế này. Và mày nhìn cho tao cái dấu cách này, tao phóng lớn để mày nhìn cho nó rõ này. Mày thấy chưa? Mày chơi tao, mày ghi sát vào. Gắt quá thưa thầy. Phải gắt vậy mày ra chúng nó mới nghe. Mỗi hàm là một khu vực tự trị. Cứ nhớ câu đó, tự trị có nghĩa là mình tự ăn, tự cung, tự cấp, mày không cần phải giao tiếp ra bên ngoài. Cái ý nghĩa vậy đi. Như vậy thì ta gom toàn bộ các câu lệnh này vào. À, chữ break thì phải để lại vì break là câu lệnh của switch case. Ok. Bôi đen. Control X. Yeah. Mà cho em xuống. Và cái này bạn biết cái giá trị của cái việc dùng lại hôm bữa rồi, trong cái bài factorio tổng một các chuỗi, nhớ không? Vô. Vô. Và lùi lại cho đúng nha. Tại sao thầy lùi, lúc nãy lùi sâu? Do nhiều tức nó lồng nhau. Trong while thì lại có switch case, thì trong case thì lại có làm cái gì. Còn bài này bây giờ chỉ có mặt hàm mình, éo có switch case mẹ gì cả, thì dĩ nhiên nó phải lùi ra chứ. Cô ghê theo kịp chưa? Yên âm, từ nãy giờ không có tên chú trong cái bài giảng, cho nên video nó vẫn hấp dẫn như thường, nhưng éo biết thằng nào. Yên âm, anh tỉnh lắm nhá. Phải có drama thì cộng đồng mạng mới chịu vào cái view được. Khó thật. Nào, F11 thử. Tao cá chúng mày bị báo lỗi. Tại sao bị báo lỗi? Tại sao? Tại sao? Bắt đầu mình mới thấy được chuyện hay thế này đấy. Tại sao bị báo lỗi? Mỗi chỗ là khu vực tự trị. Nhớ là tự trị nha. Như vậy mình phát hiện là cái biến này đó là cái biến radius thì bị thiếu mẹ rồi. Ôi em nhớ em làm bên men. Men lại là khu vực tự trị khác. Giống như men là cái sảnh lớn ấy. Thì các sảnh ấy, anh em đến góp đồ thì mỗi việc của mỗi anh em. Cho nên nó không có trách nhiệm. Cho nên cái biến ở bên kia, bên này không thấy. Mình sẽ học một bữa gọi là biến tầm vực của các biến riêng. Như vậy tao éo biết radius. Lúc này khu vực tự trị mình tự trồng giống như hôm bữa thôi. Vậy mình khai báo radius đây. Như vậy bên men bắt đầu gọn rồi, không cần lộn xộn các biến. Đến đây hiểu được chưa? Mình rút luôn cả bên men luôn. Như vậy thì dăm ba cái đồ. Như vậy chỗ này là gì? Float radius phẩy gì nữa? Area. Và trên này xóa được chưa? Xóa. Vậy men chỉ đơn giản là nơi cuộc chơi bắt đầu, nơi sân khấu để mỗi anh em, mỗi đội múa đến múa. Đến đây hiểu được không? Đội múa nào có đồ đạc kệ mẹ chúng mày chuẩn bị đi và đến sân khấu để múa. Vậy men là nơi để múa. Vậy thì men tại sao cần phải có area làm gì? Hiểu đến đây chưa? Hàm tách riêng ra. Ok, ngon chưa? Em thấy bắt đầu có vẻ ổn ổn. Đến đây, rồi em sao em xài? F11 trước xem có vấn đề gì không đã. Êm đã. Êm đi cái đã rồi tính. Mặc dù nó chưa chạy được diện tích. Ấn số 1. Chạy thế cờ hó nào được. Vì lý do đã có làm gì đâu.
Hàm mới là một chuyện define, hôm bữa mình nói mới định nghĩa thôi chứ đã sai đâu. Sai thì phải gọi tên em. Em ra, như vậy F5 giờ, à 5 cái này. Gọi cái hàm thứ hai là hàm compute, cho nên gọi ở đây. Đây, thay em của ngày xưa bằng com, gọi chữ com được rồi, control dấu cách. Có số không? Cách. Và enter. Vì nó gợi ý mình tiểu từ điển thôi. F11 đi các con. Cô bắt đầu đẹp trai chưa? Thế này mới gọi là cô đẹp trai. Nha. Và dĩ nhiên phần còn lại các bạn biết cách tự làm chưa? Biết rồi. Nhưng mình đang xài void thôi chứ mình chưa xài phức tạp hơn. Nhưng rõ ràng nếu mình muốn xài phức tạp hơn mình làm được. Lúc này mình biến thành diện tích xong mình return. Được không? Return cái array. À. Chạy chưa đi đã? Được tính. Bắt đầu thấy code ngon chưa? Còn nếu không thấy nó đẹp thì nên đổi ngành đi, lệ phí 2.350.000. Tao luôn luôn nhắc câu đó, đổi càng sớm càng tốt. Bây giờ mấy bạn sinh viên trường ngày em đang gọi tư nhờ tôi tư vấn này, bởi vì đang về tan ra bối rối trong cái tình huống là đi hay ở, kiểu nào nó cũng dở. À, anh không đùa. Chưa xong, nó tiếng như ai cho chúng mày thoát. Cốt cái này không hay, mình phải chơi ngầu. Thứ nhất, radius nhân radius nghe nó tầm thường quá. Hôm chủ nhật mình có học một cái khái niệm gọi xài library. Radius bình phương đúng không? PR bình phương đúng không? Công thức về diện tích hình tròn. Viết hai cái thằng nhân nhau, nó éo có nghĩa là mũ bình phương. Và bây giờ mình sẽ chơi trò sai thư viện. Mở cốp xe lấy hàng chơi anh em ạ. Include. Include. Mở ngoặc math.h. Tao muốn xài mấy cái hàm có sẵn. Hàm này mình vừa viết hai hàm tự viết. Còn bây giờ tao muốn xài hàm có sẵn gọi đồ chơi vào thư viện. Cũng giống như bây giờ mình muốn đọc sách thì không cần phải đi mua, mà mình xuống dưới thư viện là có library. Ok. Giống như anh em đi đánh nhau phải có đồ chơi trong cốp xe. Xe hát của mày phải có ít đồ chơi ngắn ngắn, ví dụ côn nhị khúc chẳng hạn. Và súng. Còn trong cái xe taxi của tao hay là trong cái xe Innova của tao thì cái cốp xe nó rộng thì lúc đó mình sẽ để mã tấu và mấy cây trường lao. Oh. Vậy include Innova, include cốp xe SH. Oh. Thì trong đó có đồ chơi. Đó chính là cái này nè. Và bây giờ mình được quyền xài hàm. Vậy lúc này radius à, câu lệnh quá tầm thường. Nhìn nó thiếu tầm. Area bằng 3.14 nhân với pow. Hôm thứ chủ nhật có rồi. Radius bình phương. Ồ. Pow tức là gấp nhiều thành công lực lên. Đó, pow là năng lực á. Bộ mũ 2 lên. Như vậy sau cú này chạy thử coi nếu diện tích và bán kính là 2 có phải đúng là 12.56 không, rồi tính tiếp. Chào mừng bạn đến với chương trình chọn số 1 để mời nhập vào bán kính thôi thầy. Nhập số 2 nha, nó phải in được 3, 12.56 có nghĩa tao vẫn đang thành công cho việc thay đổi công thức tính theo kiểu mũ 2. 12.56. Ok. Muốn chơi tiếp không thầy? Thôi mệt rồi. 5. Thoát. Ok, chưa. 3.14 nhìn éo giống công thức của trên toán học. Pi cơ thầy, pi cơ thầy. Trời lớn luôn, đã lỡ cái bài đầu giờ định nghĩa hằng số. Vậy sao mình nói thêm hằng số. Trời lớn, hằng số lại viết chỗ khác. Kéo lên trên cùng của app. Bắt đầu em cảm giác xoắn não, đừng có lo, đừng có lo, đừng có lo. Viết ngay dưới include. Ok. Constant. Float. Pi bằng 3.14. Đây người ta gọi là biến toàn cục. Global variable. Tầm sát thương hàm nào cũng xài được. Em dễ dãi. Hàm nào cũng sờ được em. Đó. Còn hồi nãy hàm mà biến khai báo trong hàm người ta gọi là local. Thì hàm nào biết hàm đó. Nhà tao hôm nay ăn món gì kệ mẹ, nhà tao mắc mớ gió, nhà mày dòm. Nhưng mình nếu mình quyết định đem giữa đường mình ngồi mình ăn thì đó là lúc đó cả thế giới thấy thì đó gọi là public, là global. Như vậy nằm ngoài tất cả các khu vực tự trị thì người ta gọi là public global. Được chưa? Ai cũng thấy em. Coi chừng hiệu ứng lề, nó sẽ có hiệu ứng lề. Nó sẽ có một khái niệm đó. 3.14. Ok, float là kiểu này và chữ pi là chữ hoa. Và dưới này bắt đầu nhớ chấm phẩy nha. Mình còn bữa rồi nói cái này sau. Và kéo xuống thay bằng pi vào công thức tầm thường. Ctrl C. Ctrl V. Và chỗ này thay bằng pi. F11.
Số 1, 2 thôi, tại vì số 3 tôi chưa biết nhân lên bằng hai mấy, tôi chưa thử calculator trước. Rồi, 12.56, chuẩn cơm mẹ nấu. Định luật bắc cầu nói rằng, đọc tao nghe định luật bắc cầu trong toán học. Nếu A bằng B, B bằng C thì suy ra A bằng C, nhờ B bắc cầu chúng mình thấy nhau. Chỗ này em in error thưa thầy, mà error tính bằng công thức này cần chó gì biến error đúng không? Comment luôn và B câu lệnh này phang thẳng xuống vì tao cần lắm luôn một con số. Kịp không nhỉ? Cần cho C. Nói cái này rồi tao mới cho xuống mày dừng được. Rồi, set check. Vì sẽ chơi dẹp luôn cái câu lệnh error, không cần error nữa, và chúng mình tìm thấy nhau vì error là diện tích đúng không? Cho tôi dấu ngoặc đi, cho dấu ngoặc vào, thay chỗ error ở đây. Định luật bắc cầu nói rằng mình cần con số của diện tích anh ơi, và diện tích được tính bằng công thức, đưa công thức vào trong ngoặc. Tại sao phải dùng ngoặc? Ngoặc để đảm bảo mày làm trọn vẹn cho tao xong thì đã được tính. Ngoặc để thay đổi được ưu tiên, nhân chia trước cộng trừ sau, muốn làm cộng trừ trong một biểu thức có cả nhân chia thì phải đăng bằng dấu ngoặc của phép cộng. Học chưa? Rồi, dán diều. Và nếu chạy ngon thì đủ nhiều ngoặc quá kệ mẹ nó, ngoặc nào ra ngoặc đỏ. Ngoặc này, đây cái chuyện này đấy. Và ngoặc này đóng của lệnh printf. Nha, nhìn đây này, ngoặc này đóng của printf, ngoặc này đóng của cái gọi hàm pow là hàm có đầu vào, cho tao hai đầu vào. Và đây, ok. Rồi nên nếu làm chạy đi, nếu được 12.56 thì mình dừng lớp ở đây. Vậy đây là kỹ thuật giúp bạn tiết kiệm biến nha. Trong những tình huống mà không, mà có cái tính năng hợp lý của nó ở đây là thực sự một điều là để error biến trung gian này không đáng. Nhưng mà delta thì là biến trung gian phải cần đó, chứ nếu không thì vỡ mặt trong việc tính toán. Ok không? Dễ chưa? Bắt đầu thấy cốt sướng chưa? Thấy thú vị chưa? Nào, tự chạy nốt nhá, tôi không làm chạy nữa vì dễ rồi. Mà thôi chạy nốt cái cho chúng nó để đảm bảo trọn vẹn các bạn. F11 1 Số 2 12.56. Không nói nhiều. Đợt. Đến đây hy vọng các bạn cảm nhận được sự hấp dẫn của việc làm hàm. Tất nhiên hàm này mình mới đang nói hàm loại 1, mình chưa thèm nói những hàm phức tạp hơn. Hy vọng các bạn cảm nhận được cái bài giảng nha. Bữa sau mình sẽ tính tiếp. Ok chưa? Bây giờ mình điểm danh tí rồi mình chúc đầu tuần thứ 6 vui vẻ. Thi đến nơi rồi, nghe chưa? Điểm danh nhanh trả lời rồi cái rồi tự bay sang bên lớp kia. Thanh Sơn. Chờ chút xíu.